Sức con đã tàn, hơi con đã mòn, như đè cán dậu trước gió lung linh. Nếu người xưa có trở lại tìm con, thầy nói lại dùng, con đã đi, đi xa với tấm lòng thanh thoát. Kìa, có phải chăng tiếng ma kêu quỷ khóc, hay tiếng tử thần đang chờ rước hồn con? Thầy ơi, trước mắt con sao lung linh mờ ảo, con nghe lạnh cả vô thân. Lan, kìa, tiếng quỷ vô thường. Đưa nhau về chốn kỷ niệm ngày xưa.
rồi. Em vui lắm rồi. Em không có chết đâu. Em đâu có chết được. Phải không anh? Ờ, phải rồi. Em sẽ sống với anh. Anh sẽ đưa em về. Em sẽ về với anh. Về quê cũ. Anh Điệp, em nghe bên tai em có tiếng ve sầu ca hát. Mắt em như thấy con đò nhỏ bên sông, những hàng điệp trổ bông soi hồng mặt nước. Em thấy rõ ràng gốc ve tay trước nhà Diệp. Em đứng đó, em chờ anh về. Mà khi anh đi, anh đi, sao anh đi với người ta? Sao anh bỏ em đứng đó? Không, anh đâu có đi với ai đâu. Anh về với em mà. Hả? Anh về với em mà. Ờ. Anh đâu có bỏ em mà đi nữa, phải không? Ờ. Vậy là em nghe qua cho anh rồi. Anh đừng có giận em nha. Không, anh thương em mà. Anh đâu có giận em. Anh Điệp, anh đứng đâu? Anh đứng đây nè. Đây, em bạch cho thầy. Rồi mình về nha anh. Sao em? Anh Điệp. Lan. Anh Điệp. Sao em? Lan. Anh Điệp. Lan. Lan. Chân hiu quanh trên cành bao tơ liễu kéo nhau chạy xuống. Trời chít khăn xô sáng nay vô số lá vàng rơi, người trinh nữ ấy đã chết rồi. Có một chiếc xe màu trắng đục, hai con ngựa